lòng người. Đành đành em để kiếm phía sau. Mình lại yêu nhau. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu với anh em một bộ cấu hình trị giá 34 triệu anh em nhé. 34 triệu thì toàn những thiết bị cao cấp rồi. Đồng bộ của LX Aquatic anh em nhé. Lưu ý với anh em là bộ này đồng bộ LX từ con súp. Súp ở đây em sử dụng con súp hơi 50 anh em nhé. Con này cho tiếng rất là sâu anh em nhé. Tiếng cực kỳ sâu luôn. Và nó là bát 50 nhưng nó rất là nhỏ gọn. Nó chỉ chiều ngang của nó chỉ 50 thôi anh em nhé. Chỉ 50 thôi. Ngon lành luôn. Con này chơi gia đình thì tuyệt vời anh em nhé. Đó, chơi gia đình tuyệt vời luôn. Rất đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Loa thì ở đây em sử dụng loa KT12 anh em nhé. Có thể cho nhỏ nhạc xuống một chút. Đó. Đó. Sẽ sử dụng đôi KT12 bát 30 và đồng bộ neo anh em nhé. Đồng bộ neo, anh em nhìn có thể nhìn thấy đôi loa này. Rất là chất đúng không ạ? Rất là chất. Cặp loa này hiện tại đang với giá là 10 triệu anh em nhé. Nghe cái đôi loa này nó trực tí cực kỳ là chi tiết. Kết hợp với súp 50 nữa thì chọn bộ luôn anh em nhé. KT18 và KT12 đồng bộ đi với nhau anh em nhé. Đồng bộ LX Aquatic. Đó. Tiếng súp này rất là sâu anh em nhé. Đánh lên tận 35 Hz. Cực kỳ sâu luôn. Đó. Và tiếp theo đó là bộ mic cao cấp, đó là bộ mic U898. Bộ này giá hiện tại em đang bán là 6 triệu anh em nhé. Anh em nhìn này, rất là chất. Dòng này chuyên cho sự kiện anh em nhé. Như sự kiện hoặc karaoke VIP. Cái màn hình của nó là màn hình LED anh em nhé. Màn hình LED khi bật lên này, hoặc khi tắt đi này, anh em nhìn này. Nó có một màu đen sâu thẳm luôn anh em nhé. Đó, cái chữ của nó rất là sắc nét. Đó, rất là đẹp. Từng cái chi tiết của nó anh em có thể nhìn thấy nó cắt CNC cực kỳ là chất luôn anh em nhé. Đó, cực kỳ là chất luôn. Bộ mic này đang với giá là 6 triệu và sóng xa tầm khoảng độ 150-200m anh em nhé. Đó, bên mạch thì rất là khủng. Con này thì anh em nào có nhu cầu mua thì anh em add Zalo vào, em sẽ gửi hình ảnh cho anh em xem. Cái ruột của nó cực kỳ là chất. Tiếp theo là con vang D5. Con này sẽ cài cho anh em là 4 chế độ anh em nhé. Eco Revert và nghe nhạc, và chế độ eco nhiều, revert nhiều chẳng hạn. Đấy, sẽ cài theo như ý cho anh em. Con này thì 4 triệu mốt, bảo hành lên tới 3 năm anh em nhé. Đặc điểm một con này của Chipad, nó sẽ bảo hành cho anh em 3 năm luôn, ra 4 triệu mốt. Và phần mềm dễ chỉnh tích hợp luôn trong máy anh em nhé. Tích hợp luôn phần mềm bên trong máy. Thì tích hợp phần mềm trong máy thì sau, có một thời gian rất là lâu sau, thì anh em có thể là ví dụ là nó anh em qua tay nhiều ấy thì nó không có phần mềm đúng không ạ? Nhưng mà với con này thì anh em gọi phần mềm ra phát được ngay em nhé. Nó có tích hợp trong sẵn nó là phần mềm, anh em cắm máy tính bật ra phát là ra ngay anh em nhé. Nên anh em không sợ là không có phần mềm, hỗ trợ lên tới 5 đến 10 năm luôn anh em nhé. Nó vẫn phần mềm luôn, thoải mái luôn. Khi nào nó còn sống thì bên trong nó còn phần mềm để chỉnh nó, không như những cái con vang và bãi khác là không có phần mềm là chịu chết, là vứt đi luôn. Đấy, nhưng con này thì lúc nào tích hợp phần mềm bên trong. Tiếp theo là con cục đẩy 3 kênh F3120. Con này thì mỗi một kênh này AB thì là 600W anh em nhé. 600W. Thì em đánh cho mỗi một kênh đánh một quả bát 30, dư công suất anh em nhé. Anh em có điều kiện ghép thêm một đôi 2 năm nữa là ok. 600W một kênh, một kênh C là 1200W. 1200W anh em nhé. 1200W thì em chơi cho con súp này. Con súp này chỉ 800W thôi, nhưng mà đánh cho 1200W cho nó căng anh em nhé. Khả năng 1200W có thể đánh được quả súp kép này, nhưng mà em chỉ đánh với súp đơn thôi. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó sẽ rất là bền máy. Đấy, đều là cục đẩy đều là dư công suất anh em nhé. Dư công suất. Đấy, đánh nó sẽ rất là bền. Đấy, và chất âm của cái bộ này thì anh em vừa nghe chất âm khá là ok. Chi tiết, nhạc chi tiết. Tham khảo với cái cấu hình này em nhé. 34 triệu, rất là đẹp, đồng bộ LX Aquatic. Mọi thông tin chi tiết mua hàng thì em có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới, hoặc truy cập website Thắng Cao Audio anh em nhé. Bên em có đầy đủ cho anh em cùng tham khảo. Đó. Rồi ok anh em, hẹn anh em ở clip lần sau.